Hello quý vị, Thùy Dương xin kính chào tất cả quý khán giả của chương trình Asia Channel. Và ngày hôm nay một lần nữa Thùy Dương cảm ơn quý vị đã đến với chương trình của chúng ta. Thùy Dương ngày hôm nay được tiếp chuyện với một trong những người nữ ca sĩ mà Thùy Dương rất là yêu mến của trung tâm Asia. Rất là mến người nữ ca sĩ này, không những về giọng hát cũng như là về cách trình diễn, cũng như là một gương mặt rất là đẹp. Nhưng mà Thùy Dương còn mến cái người ca sĩ này về cái tính tình rất là dễ thương của cô ta. Mà nếu mà quý vị mà gặp cái người ca sĩ này ở bên ngoài thì Thùy Dương tin chắc rằng là quý vị cũng sẽ rất là mê, đó là nữ ca sĩ Hồ Hoàng Yến. Trước hết thì Hoàng Yến xin mến chào Thùy Dương và Hoàng Yến xin mến chào quý khán giả đang xem đài của Asia Channel. Vâng, Yến, lúc nãy mình có trò chuyện với nhau đó thì Thùy Dương cảm thấy như là cái thời gian nó đi quá mau. Tại vì hình như là chớp mắt một cái mà đã thấy là Yến đã cộng tác với trung tâm Asia đến đây là bao nhiêu năm rồi Yến? Cũng gần 4 năm rồi. Đúng rồi, cũng gần 4 năm rồi. Thì Dương cũng xin hỏi Yến là tại vì mình trong thời gian gần đây thì cũng được đi trình diễn với Yến, thì hai chị em cũng được trò chuyện trong khi mà đi trình diễn đó. Thì Dương xin hỏi là Yến có thấy là mình đã thay đổi từ hồi mà mới bước chân vào với trung tâm cho đến bây giờ không? Có thay đổi trong cái cách nhìn cuộc sống, trong cái cách mình trình diễn, hay là kể cả cái cách mà mình giao thiệp hay là hát, cũng như là đúng rồi, trong mọi lĩnh vực thì Yến có thấy là mình đã thay đổi nhiều hay không? Có chứ, nếu mà nói thay đổi thì thay đổi nhiều lắm Dương ơi. Theo Yến thấy thì là mỗi một ngày, mỗi một tháng và mỗi một năm thì mình có một cái thay đổi khác lạ. Cũng giống như là cái bài hát vừa rồi Yến mới thâu á, để chuẩn bị cho mình quay cái Asia mới sắp sửa mình quay đó, thì được nhiều người khen, nói là dạo này hát cái giọng hát của Yến mỗi ngày một hay hơn, một chín mùi hơn. Chín mùi hơn. Chín mùi hơn thì Yến cũng cảm thấy được cái điều đó chứ không phải là không. Thì có lẽ rằng là mỗi một ngày thì mỗi một cuộc sống của mình nó cũng thay đổi. Coi như là về mọi thứ coi như là đều thay đổi rất là nhiều, nhất là cái cuộc sống của mình nó cũng có nhiều cái khác, cái nhiều cái mới. Nên nhiều khi cái giọng hát của mình thì mỗi một ngày mình hát thì nó có điêu luyện hơn một chút xíu. I see. Lúc nãy khi mà Yến nói là cuộc sống mỗi một ngày có một cái mới thì một lát nữa thì Dương cũng sẽ có một số cái câu hỏi. Thật sự ra ngày hôm nay đó, khi mà chuẩn bị cho cái cuộc phỏng vấn này đó Yến, mà cái này là Hoàng Yến không có biết, là Thùy Dương đã lên cái Facebook của mình và nói là đêm hôm nay Thùy Dương phỏng vấn Hoàng Yến, các bạn, các fans trên Facebook có những câu hỏi gì đặt cho Hoàng Yến hay là không. Thì ngoài Yến ra thì Thùy Dương cũng đặt một số những nghệ sĩ khác, những ca sĩ khác, nhưng mà Yến là một trong những cái người mà được nhiều quý khán giả hỏi tò mò nhiều nhất. Thì một lát nữa mình sẽ đặt những cái câu hỏi này. Tuy nhiên là Thùy Dương xin hỏi, đó là lần trước đó khi mà chúng ta nói chuyện trên Asia Channel, Thùy Dương được tiếp chuyện với Yến thì hình như là hồi đó là Yến mới trình diễn xong cái live show của mình và cái cuốn CD Bão Tình hình như là cũng mới mới được phát hành trong cũng một thời gian ngắn, 2-3 tháng phải không? Không đâu Dương, cũng lâu rồi, cũng gần 1 năm rồi. Không, ý Thùy Dương là cái lần trước mình được nói chuyện đó là cũng Bão mấy Tình. Tháng, đúng rồi. Đúng rồi, vừa rồi ra mắt cái CD Bão Tình thì là vào tháng 4. Ngày 17 tháng 4. Đúng rồi, thì mình cũng trong thời gian gần đây thì cũng đi show, thì Yến cũng nói là đó, mỗi lần Yến đi show thì bao nhiêu CD Yến mang là bán hết. Thì có thể là Yến chia sẻ thêm về cái cuốn CD Bão Tình này và Yến thấy là quý khán giả đón nhận như thế nào? Thật sự mà nói thì Yến nghĩ là Yến may mắn. Cái cuốn CD Bão Tình khi mà phát hành đó thì Yến được rất là nhiều khán giả ủng hộ Yến. Và đi bán CD cũng vậy nữa, khi mà Yến đi show á, Yến mang theo CD thì lúc nào Yến cũng bán hết. Thì Yến nghĩ đó là cái may mắn. Và cái đặc biệt là trong cuốn CD Bão Tình á, thì nó gồm những cái bài hát mà Yến đã được quay trên DVD của trung tâm Asia. Và cái may mắn nữa đó là những cái bài hát đó Yến được anh Trúc Hồ cũng giống như là chị Thi Vân chọn cho Yến á, thì nó lại rất là phù hợp với giọng của Yến. Và nên khi Yến hát những cái bài hát đó thì khán giả họ rất là thích, và họ cứ nói rằng là không biết ai chọn bài mà trong cái CD này nhiều bài hay quá, và những cái bài nhạc xưa không à. Thì cái đó cũng là cái may mắn của Yến. Yến cũng không nghĩ rằng là anh Hồ hay chị Thi Vân chọn cho Yến những cái bài hát mà mình lại được khán giả yêu thích đến như vậy.
Và cho tới bây giờ cái cuốn CD mà Yến đã bán cũng gần một năm rồi, mà Yến đi show Yến vẫn bán hết CD. Có nhiều người khán giả họ rất là dễ thương, họ tới họ nói với Yến chứ, chị có cái CD này rồi, coi như là CD nào của em là có hình em hay có em là chị đều mua hết á. Nhưng mà bây giờ chị mua là tại vì có chữ ký của em, chị ủng hộ. Chứ ở nhà chị CD của em là chị có hết rồi. Dễ thương mà quá. Nhiều người nói như vậy lắm, và mình cảm thấy là mình vui, mình hạnh phúc lắm, là tại vì mình cũng còn nhiều khán giả mà yêu thương mình đến như vậy. Mà nếu mà Hoàng Yến đã nói như vậy thì mai mốt mang nhiều CD hơn nữa, làm gì mang ít dữ vậy, bán hết. Nhưng mà bán tới bây giờ cũng gần một năm rồi, là hầu như là ai cũng có cái cuốn CD đó hết á. Và họ đang chờ cuốn CD sắp tới. Thì đó, một lát nữa chúng ta sẽ quay lại cái vấn đề này, tại vì thật sự ra là cũng có rất là nhiều thắc mắc trên diễn đàn forum cũng như là trên Facebook về cái cuốn CD kế tiếp của Hoàng Yến. Tuy nhiên là lần trước khi mà mình nói chuyện đó thì Yến cũng nói là Yến đang học để thi quốc tịch. Thì chuyện này đã đến đâu rồi? Nói ra thì mắc cỡ lắm, là tại vì thưa quý vị cũng như thưa với lại Thùy Dương rằng, nói ra đừng cười nha, Yến thi lần này á là lần thứ 5 rồi đó. Không, 4 lần là Yến thi rớt rồi. Nhưng mà chuẩn bị lần này để mà Yến chuẩn bị thi. Vâng. Thì Yến hy vọng rằng là kỳ này chắc là cũng may mắn chứ không có đến nỗi như 4 lần trước. Cố gắng. Cái lý do mà tại sao Thùy Dương nói về cái vấn đề này đó là tại vì dễ thương lắm. Tuần trước phải không? Không, 2 tuần trước chị em có đi trình diễn chung ở chúng ta trình diễn có trình diễn ở đâu đó, thì Hồ Hoàng Yến với Thùy Dương thì ở chung trong chung một phòng hotel. Thì Thùy Dương còn nhớ đó là đó, Yến lên giường rồi cầm cái cuốn sách để học về chuẩn bị cho thi quốc tịch đó. Thì Yến còn than phiền với Thùy Dương là đó, học cái này đối với Yến nó khó, tại vì mình phải học từng chữ một. Thì nhưng mà rất là kiên trì, thưa quý vị, và Yến ngồi đó, tuy rằng là show mới trình diễn xong rất là mệt, nhiều khi mọi người là đi ngủ hết, chỉ có một mình Yến là vẫn còn bật đèn và nghĩa là đọc sách. Dương nói quá thôi chứ, Yến cầm cuốn sách lên chưa đầy 5 phút là Yến đã ngủ mất tiêu. đang khen. Không, mà thật, cứ mỗi lần mà cầm cuốn sách lên hay là nghe cái máy á là nó ru mình ngủ à. Vâng, thì Dương cũng chúc Yến mọi sự may mắn trong cái cuộc thi lần này. Tại vì thưa quý vị là cũng có một cái mục đích rất là đặc biệt, đó là Yến cũng chia sẻ với Thùy Dương và cũng như là với quý vị lần trước, đó là nếu mà khi mà Hồ Hoàng Yến thi được quốc tịch Mỹ thì cái việc đầu tiên sẽ làm đó là sẽ bảo lãnh mẹ Yến qua đây. Vâng. Cái đó là cái mà Yến lúc nào cũng mong muốn hết trơn á, nên cố gắng kỳ này để mà thi cho phải đậu chứ không thể nào nói rớt nữa. Không lần sau mà Thùy Dương mời Yến lên đây nữa thì là chắc là cái tin mà mới nhất đó là cái tin mà Yến vừa thi đậu quốc tịch. Ok, thế nếu mà khi mà đậu rồi thì nhớ cho khao cho... khao. Dạ, ăn, đúng ăn rồi. Lớn nha. Vâng. Thì bây giờ chúng ta quay lại cái vấn đề về cái cuốn CD của Yến. Thì cũng nhớ là khi mà mình đi trình diễn cho Noel vừa rồi thì Yến cũng nói là Yến đang chuẩn bị thâu một cái cuốn CD. Đúng rồi. Mới Yến đã chọn hết bài rồi, chọn tất đúng cả rồi. Những nhạc phẩm rồi. Thì chỉ đang chờ để phát hành thôi, để làm mình đang cũng đang cố gắng cho nó xong lẹ lẹ. Thì Yến có thể chia sẻ về cái vấn đề này. Tại vì cũng khá lâu rồi phải không Yến? Thật sự mà nói đây là không phải là do Yến chậm đâu, nhưng mà có nhiều khi những cái bài hát mà mình đưa cho nhạc sĩ để mà là họ làm hòa âm á, thì có nhiều khi họ làm trễ một chút xíu và nó cũng có hơi cái trục trặc chút xíu, nên Yến cứ hẹn với lại quý vị là tháng Tết rồi, Tết xong rồi bây giờ tới tháng gì, Yến hẹn là trước Tết chứ, là tháng 11 rồi tới cuối năm rồi xong rồi tới Tết Việt Nam. Nhưng mà Yến hy vọng là trong năm nay Yến sẽ phát hành cái cuốn CD một cái ngày gần đây nhất, chứ Yến không có để trễ nữa đâu. Ok. Mà cái CD này thì cũng gồm những cái bài nhạc tình ca rất là hay, có thể là nó cũng ngang ngửa với lại cuốn CD đầu tiên đó, mà có thể hay hơn. Vâng. Yeah. Thì Yến đã chọn, có thể là chia sẻ thêm một tí nữa là Yến đã chọn hết những cái nhạc phẩm trong cái cuốn CD kế tiếp hay chưa? Đã chọn hết rồi. Thì bây giờ chúng ta đang chỉ chờ đợi cho hòa âm. Thì cũng đã được một nửa rồi.
Vâng, được một nửa rồi. Nghĩa là bây giờ Yến đừng có nói trong năm nay, tại nói trong năm nay nó rộng lớn quá, bây giờ phải có một cái ngày tại giờ mới nào. Có đầu năm thôi đúng không? Đúng rồi, thì okay. Bây giờ mình phải có một cái ngày tháng nào để cho quý khán thính giả. Yến sẽ cố gắng vào khoảng giữa năm nay thôi. Giữa là năm phải nay. Xong và phát hành cái CD mới của Yến. Ok. Ok. Ok, well, chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi thưa quý vị, là tại vì trên Facebook cũng như là trên những cái lá thư mà Trung tâm Asia nhận được đó là cũng ai cũng hỏi thăm là CD mới của Hoàng Yến bao giờ mới ra, cô đúng đang rồi. Chờ, cô đang cũng chờ. Tội nghiệp lắm, Yến đi bán CD cũng vậy nữa, nào là mấy người họ tới họ nói chứ, chừng nào CD mới phát hành vậy, đang chờ đó. Sao thấy lâu quá, thật sự mình cũng áy náy lắm nhưng mà cũng đang cố gắng lắm luôn. Vâng. Thì Yến có nói rằng là Yến sẽ phát hành trong một cái ngày gần đây rất là sớm để quý vị không có uổng công quý vị mong chờ cuốn CD đó. Và nhân tiện nơi đây thì Yến cũng xin cảm ơn quý vị rất là nhiều, cảm ơn quý vị khán giả đã yêu thương Yến bấy lâu nay. Và cũng không biết nói gì hơn là mong rằng quý vị sẽ lúc nào cũng yêu thương Yến. Có nghĩa là chắc là mãi mãi. Yeah. Mình không biết là có được mãi mãi không nữa. Mãi mãi. Nhưng mà Yến lúc nào cũng hy vọng và mong muốn cái điều đó hết á. Vâng. Và một lát nữa khi mà chúng ta trở về lại với chương trình đó thì Dương đã hứa với quý vị là những câu hỏi mà các fans của Yến đã đặt ra ở trên Facebook của Thùy Dương thì Thùy Dương sẽ hỏi ngay, mà đây là những cái câu hỏi mà Yến cũng chưa từng bao giờ nghe, cho nên là quý vị xin giữ màn hình, chúng ta sẽ quay lại với chương trình Asia Channel sau những tin tức thương mại sau đây. Asia DVD 69, tác giả và tác phẩm, liên khúc tuyệt vời, tình ca muôn thuở. Người yêu dấu hỡi, khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây, nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu. Những tác phẩm vượt thời gian trong kho tàng âm nhạc Việt Nam. Chim bay là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc dạ rời. Phát hành ngày 27 tháng 4 năm 2022. Trung tâm Asia trân trọng kính mời. Một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị đã trở về lại với chương trình Asia Channel ngày hôm nay. Chúng ta đang trò chuyện với nữ ca sĩ Hồ Hoàng Yến. Yến là trước khi mà chúng ta đi vào những cái câu hỏi cũng như là những cái comments của fans của Yến ngày hôm nay trên Facebook của Thùy Dương đó, thì Thùy Dương nhớ là trong thời gian gần đây đi show với anh Nam Lộc cũng có Yến, thì anh có đọc một cái bài thơ rất là dễ thương. Đúng rồi. Thì Dương không có biết bài thơ đó là Yến thích lắm luôn đó. thì Dương không biết là quý vị đã nghe cái bài thơ này chưa, nhưng mà đây thì Dương muốn đọc để chia sẻ với quý vị là có một người fans ở trong nước mê Hồ Hoàng Yến và đã viết một cái bài thơ để tặng cho Yến mà thì Dương muốn chia sẻ với quý vị đây ha. Người fans này viết là: nổi tiếng nhất là Hồ Hoàng Kiếm, thơm tho nhất là Hồ Xuân Hương, buồn bã nhất là Hồ Than Thở, xấu xí nhất là Hồ Chí Minh và sexy nhất là Hồ Hoàng Yến. Câu thơ đó hay lắm. Mỗi lần đi show với chú thì chú thường đọc cái bài thơ này. Và thật sự là mọi người ai cũng thích cái bài thơ này hết á. Vâng. Nghe nó vui vui. Thì Yến cảm thấy sao khi mà có một người fans mà viết về mình như thế vậy? Tại vì nó rất là đặc biệt, cái gì cũng là hồ hết. Tất nhiên là Yến cảm thấy vui lắm. Uh-huh. Yeah, rất là vui. Mà trước khi mà chú đọc cái bài thơ này với lại khán giả đó thì chú có email cho Yến. Chú có email cho Yến và chú cũng đã viết cái bài thơ đó cho Yến, là Yến đã nằm một mình, Yến đã buồn cười rồi. Nhưng mà khi mà chú ra sân khấu, chú giới thiệu cái bài thơ này thì khán giả rất là thích bộ tay. Yeah. Yeah. Vâng. Thì Thùy Dương thấy đây là cái câu cuối cùng, nó là sexy nhất
là Hồ Hoàng Yến. Thì Thùy Dương muốn hỏi đó là Yến cảm thấy sao khi mà quý khán thính giả xem Yến như là một cái sex symbol, giống như là Marilyn Monroe của tại ngày hôm nay thấy Yến mặc cái váy này, mặc cái váy này cũng giống như là cái váy màu trắng của Marilyn Monroe đó thưa quý vị. Thì Yến cảm thấy sao khi mà được đặt vào một cái vị trí là một mỹ nhân à? No. Is that what you call it in Vietnamese? Là một người nổi tiếng là đẹp, nổi tiếng là quyến rũ, thì Yến nghĩ sao về cái sex symbol status của mình? Câu này hơi khó trả lời, là tại vì bản thân của Yến thì không bao giờ Yến thấy Yến sexy hết á. Really? Thật sự là như vậy luôn. Mà cũng không biết tại sao là khán giả lại đặt cho Yến là một cái tên là ca sĩ sexy. Theo Dương thì thường Dương thấy Yến có sexy không? Thì Dương thấy là tất nhiên là Hồ Hoàng Yến thưa quý vị là rất đẹp theo một cái cách rất là sắc sảo và quyến rũ ha. Thì đó là sexy mà phải không? Dạ, theo Yến nghĩ chắc là họ nghĩ họ cho là cái đẹp là cái sexy. Uh-huh. Còn có nhiều người họ nghĩ sexy nó một ở cái cạnh khác nữa. Okay. Đúng không? Không thì khi mà mình nói đó là mình có những cái vẻ đẹp mà chẳng hạn như là học trò hơn một tí, nhưng mà có những cái vẻ đẹp mà làm cho người phái nam chẳng hạn mê mẩn, thì có thể là cái sắc đẹp của Hồ Hoàng Yến là phái nam cũng hơi bị Thật sự mà nói là Yến cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã đặt cho Yến một cái tên cũng rất là dễ thương, mà nghe nó cũng hay sexy. Nhưng mà theo Yến thì Yến không có thấy Yến sexy. Really? Dạ. Không, nhưng mà bù lại đó thưa quý vị, là nếu mà quý vị mà biết Hồ Hoàng Yến ở bên ngoài, mà Thùy Dương cũng đã chia sẻ ở trên sân khấu của Trung tâm Asia, đó là tuy rằng là Yến rất là đẹp mà rất là, thì đó cái chữ là sexy, nhưng mà cái tính tình của Hồ Hoàng Yến ở bên ngoài thì rất là dễ mắc cỡ, rất là dễ thương, rất là hòa đồng với mọi người, mà nhiều khi lại còn có một chút the thẹn hả? Có vẻ thẹn không? E thẹn. Thì nó lại làm cho mình lại càng đẹp hơn nữa thưa quý vị. Thì đó, đây là cái người đầu tiên trên Facebook của Thùy Dương đó, ngày hôm nay đó, là một người tên là Sang Phạm. Anh ấy nói như thế này: Thùy Dương hỏi dùm Hồ Hoàng Yến có chịu gả cho tôi để làm vợ có được hay không? Hi 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 hi. Cảm ơn anh Sang rất là nhiều đã hỏi cưới em, tại vì từ hồi nào giờ chờ để mà chờ người ta hỏi cưới hoài mà chưa thấy ai hỏi cưới hết chưa thấy mà hôm nay có người cầu hôn, thì cái đó là chắc là một cái điều hạnh phúc nhất của Yến trong ngày hôm nay, là tại vì đang chờ người ta hỏi cưới mà không ai hỏi cưới hết. Cảm ơn anh Sang rất là nhiều. Vâng, Yến cứ cảm ơn đi, nhưng mà anh lại thêm một câu nữa sau đây là thưa quý vị, là nếu Hồ Hoàng Yến mà không chịu thì Thùy Dương phải hy sinh đó. Thùy Dương, em đọc cái câu này em cũng thấy hơi mắc cười, cho nên là muốn chia sẻ với quý vị. Một người nữa tên là Hạnh Coburn, có thể cho biết phỏng vấn nghĩa là Hồ Hoàng Yến nghĩ sao về cái bài hát mà mình sẽ trình mà Yến đã trình diễn trong cuốn Asia DVD The Greatest Love Songs ở Pechanga Casino đó, thì Yến cảm thấy sao về cái nhạc phẩm mà Riêng Một Góc Trời? Đang định bật mí thì là Dương lại đang định bí mật thì Dương lại bật mí rồi. Riêng Một Góc Trời là tại vì Yến đang định là bí mật để cho khán giả ngạc nhiên, nhưng mà thật sự đây là một bài hát mà Yến rất là thích, thích lắm lắm luôn. Mà khi đặc biệt hơn nữa là Yến được hát với một nam ca sĩ rất là dễ thương và đẹp trai nữa. Đẹp trai. Yes. Là ai? Cho Yến bí mật đi. Hồi nãy là Dương đã bật mí bài hát rồi, bây giờ Yến bí mật cái nam, một người nam ca sĩ này rất là đẹp trai và rất là dễ thương. Và bài hát này Yến hát chung với lại nam ca sĩ đó rất là hay, và Yến cảm thấy rất là hạnh phúc khi Yến được nhận cái bài hát này. Yến không biết nói sao, nhưng mà khi mà vào phòng thâu xong rồi về, Yến lên xe Yến nghe, Yến cảm thấy là cái bài hát này nó giống như nó đi sâu vào trong cái lòng của mình vậy đó. Vâng. Và mình hát với cả một cái tấm lòng của mình. Thùy Dương xin hỏi Yến, đó là với một bài hát mà nổi tiếng như thế vậy đã được anh Tuấn Ngọc trình diễn, mà phải nói là đây, đi đâu cũng vậy, ai cũng nói là đây là một trong những bài hát tủ của anh Tuấn Ngọc. Dạ. Của anh Tuấn Ngọc như thế vậy, thì Yến có cảm thấy áp lực khi mà Yến hát cái bài này không? Tại vì nó đã quá nổi tiếng với một tiếng hát mà quá tuyệt vời. Thật sự mà nói, khi mà ngay từ đầu Yến bước chân vào Trung tâm Asia đó, cái lần đầu tiên mà Yến được giao cái bài mà Đêm Cuối Cùng đó, thì đó là một cái áp lực của Yến. Tại vì
Yến nghĩ là bài hát đó rất là nhiều người hát, mà những người ca sĩ nổi tiếng đã từng hát bài đó, nên Yến rất là áp lực, là tại vì mình không biết là mình hát như làm sao. Và đây là lần đầu tiên Yến lên sân khấu nữa nên Yến rất là căng thẳng. Nhưng mà từ những cuốn sau này á, thì những bài hát mà anh Hồ hay là chị Thi Vân giao cho Yến thì Yến giảm bớt được cái áp lực đó. Thì sau này Yến có một cái suy nghĩ rằng là mình hát á, theo cái cảm tính của mình, là mình hát theo cái cảm giác của mình. Và Yến cũng không có nghe ai, Yến không có bắt chước ai để mình hát giống một ca sĩ nào hết. Thì mỗi người thì Yến nghĩ là giống như bài Yến Riêng Một Góc Trời, thì thật sự mà khi mà Yến nhận được bài hát này đó thì Yến cũng hơi lo, là tại vì hồi nào giờ cái bài hát này là Yến chỉ nghe nam ca sĩ hát nhiều chứ nữ đâu có hát, đúng không Dương? Đúng rồi. Thì Yến cũng hơi lo là không biết nữ hát thì cái bài hát này nó ra làm sao. Nhưng mà khi Yến hát với lại một nam ca sĩ, hát chung với một nam ca sĩ nữa đó, thì Yến thấy là cái bài hát này nó giống như là nó cuốn vào với mình vậy đó. Wow. Thật sự đây là một bài hát mà Yến không ngờ rằng, mà Yến hát mà Yến cảm thấy là mình đặt hết cái tâm tư, là mình giống như là mình ở trong cái bài hát đó. Thì Yến thấy là Yến không có phụ lòng, chắc là không phụ lòng khán giả khi mà nghe cái bài hát này. Và chúng ta không còn nhiều giờ nữa, cho nên là câu hỏi cuối cùng, nhưng mà đây là một câu hỏi khó khăn đó, thưa quý vị, là một người tên là Thiện Nguyễn hỏi là Hồ Hoàng Yến làm gì để thư giãn, what's thư giãn, relax I guess, relax. Điều gì làm cho Hồ Hoàng Yến quan tâm nhất vào thời gian này, và năm nay Hồ Hoàng Yến có dự định gì cho lĩnh vực âm nhạc? Thì cái đó mình đã trả lời cái câu hỏi cuối cùng rồi, nhưng mà Yến làm gì để thư giãn, và cái thứ hai là điều gì làm cho Hồ Hoàng Yến quan tâm nhất? Mình không còn nhiều giờ cho nên là thật sự mà nói thì nếu mà để làm cho mình thư giãn vào những lúc căng thẳng thì Yến nghĩ chắc Yến đi shopping quá. Đi shopping? Chắc Dương cũng giống như Yến đúng không? Probably. Mỗi lần mà mình căng thẳng thì thôi để mình xách cái giỏ mình vô trong kia. Mặc dù là mình cũng không phải là mình mua sắm gì đâu, nhưng mà mình cứ đi vòng vòng rồi mình xem, nó cũng thư giãn được chút xíu. Window shopping. Yeah. Đó rồi, còn gì nữa câu câu còn nào câu thứ hai là điều gì làm cho Hồ Hoàng Yến quan tâm nhất vào thời gian này? Thật sự mà nói thì cuộc sống của Yến thì chỉ có công việc làm, gia đình thì đã làm cho mình quan tâm nhất thôi. Thì lúc nào Yến làm việc là Yến sẽ làm việc rất là cực lực. Còn lúc nào mà mình dành cái thời gian cho gia đình của mình thì Yến cũng sẽ có thời gian cho gia đình. Nên đối với Yến thì lúc nào thì công việc cũng như là ở nhà cũng vậy, lúc nào Yến cũng quan tâm hết. Vâng, Thủy Dương cảm ơn Yến rất là nhiều. Và trong tương lai nếu mà quý vị có những cái câu hỏi để đặt cho các ca sĩ của Trung tâm Asia thì quý vị có thể lên Facebook của Thủy Dương, đó là facebook.com/ThuyDuongMC, và quý vị có thể đặt những cái câu hỏi mà Thủy Dương hứa là sẽ cố gắng hỏi hết cho các ca sĩ, cũng như là đối với Hồ Hoàng Yến lần sau khi mà thi quốc tịch xong, cũng như là cuốn CD xong, là quý vị nào mà muốn hỏi Hồ Hoàng Yến thêm những cái câu hỏi nữa thì cứ lên Facebook của Thủy Dương. Thủy Dương cảm ơn Yến đã đến với chúng ta ngày hôm nay, và trước khi mà rời màn hình thì có thể là Thủy Dương sẽ nhờ Yến cùng nhờ Yến sign out cũng như là say goodbye với quý khán thính giả. Thì nhân tiện ở đây thì Yến cảm ơn Thùy Dương rất là nhiều. Lúc nào Dương đi đâu Dương cũng khen, nào là Yến dễ thương, Yến đẹp, Yến hát hay. Không biết là cái điều đó có đúng hay không, nhưng yes. Nhưng mà cũng cảm ơn rất là nhiều nha bạn. Rồi cũng không quên rằng là cảm ơn những người đã email cho Thùy Dương, cũng như là khán giả đã hâm mộ Hoàng Yến bấy lâu nay. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều đã cố gắng xem chương trình Asia Channel. Và xin chúc quý vị có một ngày thật là vui, và hẹn gặp lại quý vị trong một ngày gần đây. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thank you. Good night. Tình yêu đã trở lại đôi mắt đêm ngày với hết tỏa đầy ta áo em phơi bày ngón tay em dài tiếng lòng tôi đã
trôi chân cuối cùng giấc mơ não nùng. Asia DVD 69, tác giả và tác phẩm, liên khúc tuyệt vời, tình ca muôn thuở. Anh ở nơi nào, có còn mùa xuân không anh? Rừng ngàn lá gió, từng đêm nhắc nhở thi thầm. Nước mắt mùa thu khóc than một mình, một đời ca sĩ hát trong buồn tênh. Những liên khúc một thời vàng son của nhạc trẻ Việt Nam. Tan nát đi một cụm hoa thạch thà. Em nhớ cho phát hành ngày 27 tháng 4 năm 2002. Trung tâm Asia trân trọng kính mời. Asia DVD 69, tác giả và tác phẩm, liên khúc tuyệt vời, tình ca muôn thuở. Nếu một ngày không có anh, thì niềm cô đơn dài nhiều năm tháng như mùa thu chết. Những liên khúc một thời vàng son của nhạc trẻ Việt Nam. Chiều, chủ nhật buồn, nằm trong cơn gác điều hiu, nghe tiếng hát xanh xao của một buổi chiều, bạn bè rời xa chăn chiếu, ô hay mình vẫn cô liêu. Nếu một ngày không có tôi, thì người yêu ơi, đừng quên tôi nhé. Xin đừng gian dối. Phát hành ngày 27 tháng 4 năm 2002. Trung tâm Asia trân trọng kính mời.